trong năm 2017 thì Harley Davidson giới thiệu dòng xe mới nhất, đó là Street Rod 2017. Street Rod được kế thừa từ dòng xe Street 750 với phong cách thiết kế hầm hố và mạnh mẽ nhưng mà nhỏ gọn để rất dễ dàng di chuyển trong đường phố đông đúc, đặc biệt là trong đường phố Sài Gòn. Với thiết kế ghi đông ngang dạng drag style và kết hợp với cặp gương chiếu hậu gắn hai bên, mang một phong cách rất là trẻ trung và năng động, cùng với thiết kế dark custom, những cái họa tiết trên bình xăng làm cho xe có dáng vẻ rất sang trọng, lịch lãm nhưng cũng không kém phần hầm hố. Yên xe được thiết kế mới với những đường chỉ may rất đẹp, và động cơ của Street Rod sử dụng động cơ 750 phân khối thế hệ mới nhất, được cải tiến nhiều so với dòng xe Street 750, cho công suất tăng 18% và cho moment xoắn tăng lên thêm 8%, giúp cho cảm giác lái tốt hơn. Đặc biệt là đến dòng Street Rod được trang bị cặp phục upside down kết hợp với thắng đĩa đôi, và cục sau được cải tiến giúp cho xe vận hành tốt hơn, an toàn hơn, và kết hợp với cặp lốp Michelin Scorco thế hệ mới giúp cho xe bám đường tốt hơn cùng hiệu suất vận hành cao hơn. Và đến với triển lãm Motor Show 2017 năm nay, Harley Davidson đang có chương trình ưu đãi dành riêng cho dòng xe Street Rod với giá bán dành cho bản tiêu chuẩn là 415.600, đó là bản màu đen, 423.600 là bản màu này và màu ô liu. Và trong Motor Show, nếu khách hàng mua từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5, bên Harley Davidson sẽ tặng một gói combo gồm nón bảo hiểm và găng tay chính hãng Harley Davidson.